24 лютого нам выпало. То есть они намерены перевести локальный конфликт? Ukraine will never be a victory for Russia. Cẩm Tú kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 13 tháng 8 của báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Thưa quý vị, hôm 12 tháng 8, giới chức quân sự Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã đạt được tiến bộ ở phía nam và giành được bước tiến một phần gần ngôi làng quan trọng Robotyne. Tướng Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy lực lượng Ukraine ở phía nam, viết trên Telegram hai từ ngắn gọn hướng Tavria, ám chỉ mặt trận phía nam. Ông úp mở, có những vùng lãnh thổ được giải phóng, lực lượng phòng vệ đang làm việc. Tướng Tarnavsky không nói rõ đã đạt tiến bộ ở đâu và khi nào. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã thành công một phần trong khu vực Robotyne của vùng Zaporizhia. Một số báo cáo từ giới quan sát quân sự cả hai bên cho rằng lực lượng Nga đã phải rời bỏ vị trí ở Urozhen. Đây là một ngôi làng quan trọng ở Donetsk mà Ukraine đã đổ nhiều nỗ lực vào để có thể kiểm soát trong chiến dịch phản công. Theo các blogger quân sự, lực lượng Ukraine đã dùng tới bom thông minh của Mỹ viện trợ để tấn công khu vực này. Ở phía ngược lại, Nga tuyên bố tiếp tục tấn công các cứ điểm của Ukraine ở thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv, nơi hiện được xem là tâm chấn của mặt trận phía đông. Ông Sergei Zabinsky, người phát ngôn nhóm tiến công phía tây của quân đội Nga, thông báo hôm 13 tháng 8 rằng quân đội Ukraine đã nỗ lực tiến hành hai cuộc phản công để giành lại các vị trí đã mất. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định tất cả các cuộc phản công đều bị đẩy lùi và quân đội Ukraine chịu tổn thất lớn. Hiện không thể xác thực thông tin từ cả hai phía. Và thưa quý vị, ngay từ những ngày đầu xung đột, giới chuyên gia nhận định rằng không quân Ukraine sẽ khó có thể vượt qua sức mạnh tên lửa và không quân Nga. Tuy nhiên, lực lượng không quân Kiev không những đã sống sót mà lại còn củng cố lực lượng và có số liệu thiệt hại giảm mạnh so với năm đầu của cuộc xung đột. Do đâu mà lực lượng này có một bước chuyển mình như vậy? Cẩm Tú xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong video sau. Tưởng chừng sẽ bị xóa sổ nhanh chóng trong cuộc xung đột với Nga, nhưng không quân Ukraine đến nay không chỉ sống sót mà còn chuyển mình thành lực lượng tấn công tầm xa, giúp định hình thế trận. Ở thời điểm xung đột bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, lực lượng không quân Ukraine sở hữu khoảng 125 máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô, gồm khoảng 50 chiếc MiG-29, 30 chiếc Su-25 cũng như vài chục máy bay Su-27 và Sukhoi-24. Một số nhà quan sát khi đó cho rằng sức mạnh tên lửa và không quân Nga sẽ loại bỏ hoàn toàn các phi đoàn máy bay của Ukraine trong vòng vài giờ hoặc vài ngày. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Theo Forbes, ngay sau khi được cơ quan tình báo của NATO thông báo về cuộc tấn công sắp xảy ra, quân đội Ukraine đã phân tán nhiều máy bay chiến đấu đến các sân bay nhỏ và đường băng chuyên dụng. Sau đó, không quân Ukraine áp dụng chiến thuật bay ở độ cao rất thấp để tránh tên lửa Nga. Dù vậy, sau 18 tháng xung đột, không quân Ukraine đã mất hơn 69 máy bay, chủ yếu là vì các hệ thống phòng không mặt đất của Nga. Tuy nhiên, Kiev vẫn nỗ lực duy trì lực lượng không quân bằng cách phục hồi máy bay cũ và được NATO cung cấp thêm 18 máy bay chiến đấu Su-25 và 27 chiếc MiG-29. Quan trọng không kém, không quân Ukraine đã đưa vào sử dụng các loại đạn dược do phương Tây sản xuất với tầm bắn lớn hơn nhiều so với các loại đạn của Liên Xô trước đây. Ví dụ, những chiếc Su-25 được trang bị tên lửa Judy do Mỹ sản xuất có thể tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách 8 km. Những chiếc MiG-29 và Su-27 có thể bắn tên lửa do Mỹ cung cấp để tấn công hệ thống radar Nga từ khoảng cách gần 130 km. Hơn nữa, tên lửa hành trình Storm Shadow Scarf do Anh và Pháp cung cấp giúp máy bay Su-24 của Ukraine tấn công nhiều mục tiêu Nga ở khoảng cách lên đến 250 km. Như vậy, trừ Su-25, các máy bay của không quân Ukraine đều có khả năng tấn công từ ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phòng không mặt đất của Nga. Việc chuyển sang tấn công tầm xa đã giúp Ukraine bảo toàn lực lượng tốt hơn. Theo Forbes, năm 2022, Ukraine tổn thất hơn 60 chiến đấu cơ phản lực. Tuy nhiên, tổn thất trong năm 2023 tính đến nay chỉ bằng 1/5 so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, không quân nước này đã mất 4 chiếc MiG-29, 1 chiếc Su-24, 1 chiếc Su-25 và 1 chiếc Su-27. Hơn thế nữa, nhiều khả năng Ukraine sẽ dần đưa các máy bay chiến đấu do NATO cung cấp vào hoạt động. Hồi tháng 5 vừa qua, Anh và Hà Lan tuyên bố sẽ hợp tác để cùng đào tạo các phi công Ukraine lái máy bay Lockheed Martin F-16 của Mỹ. Theo Forbes, sau khi khóa đào tạo phi công kết thúc, Hà Lan có khả năng sẽ tặng cho Ukraine một phần trong số 30 chiếc F-16 dùng trong thời gian huấn luyện.
Tuy F-16 không phải là máy bay mới, nhưng hoàn toàn tương thích với nhiều loại vũ khí hiện đại cũng như có khả năng phóng tên lửa diệt radar ở chế độ chính xác nhất. Vì vậy, dù không phải là một loại vũ khí kỳ diệu, nhưng F-16 sẽ giúp không quân Ukraine bắn được nhiều loại tên lửa tốt hơn, xa hơn và chính xác hơn so với thời điểm hiện tại. Với sự chuyển mình của không quân Ukraine ở thời điểm hiện tại, tổn thất của lực lượng này có thể còn giảm hơn nữa, kể cả khi bước sang năm thứ ba của cuộc xung đột. Quân khu miền Tây của quân đội Nga ngày 12 tháng 8 thông báo một tiêm kích Su-30 của Nga rơi ở vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad. Hai phi công không kịp nhảy dù và thiệt mạng. Theo quân đội Nga, chiếc Su-30 rơi xuống khu vực không người ở trong lúc bay huấn luyện ở Kaliningrad. Toàn bộ tổ bay đã thiệt mạng. Thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ rơi máy bay là sự cố kỹ thuật. Quân khu miền Tây Nga khẳng định chiến đấu cơ gặp nạn, không chở theo đạn dược. Su-30 là dòng tiêm kích được phát triển từ thời Liên Xô và hiện là một trong các dòng chiến đấu cơ chủ lực của không quân Nga. Trong hơn một năm qua, không quân Nga đã ghi nhận nhiều sự cố rơi máy bay trong các nhiệm vụ không liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do máy bay đang được sử dụng với tần suất dày đặc và thiếu bảo trì hợp lý trong bối cảnh quân đội Nga đang phải tăng cường hoạt động tuần tra và tác chiến vì chiến sự tại Ukraine. Chuyển sang một thông tin khác và là một tin vui dành cho người dân Ukraine sau một năm rưỡi chiến sự. Đó là một số bãi biển của thành phố cảng Odessa trên bờ biển Đen chính thức mở cửa trở lại. Các bãi biển sẽ mở cửa từ 8 giờ tới 20 giờ mỗi ngày. Thống đốc Odessa Oleh Kiper cho biết quyết định trên do chính quyền quân sự và dân sự cùng nhất trí đưa ra. Tận hưởng một chút sau khoảng thời gian chiến tranh, thành phố Odessa bên bờ biển Đen của Ukraine đã mở cửa lại một số bãi biển lần đầu tiên kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm 2022. Vào thời gian đó, biển Đen xảy ra nhiều trận tập kích bằng tên lửa và UAV. Nhân viên cứu hộ Oleksandr trước đây từng là thợ lặn cho hay, lưới chống mình đang bảo vệ người tắm biển. Ông nói, các nhân viên cứu hộ sẽ được thông báo và họ sẽ đến giải quyết. Yevhen là một sinh viên từ Mykolaiv, nơi trường học đã bị phá hủy vì pháo kích. Tôi chỉ muốn bơi và để tâm tư đỡ vướng bận. Tôi không muốn nghĩ về cuộc chiến và những chuyện xấu. Tôi không muốn nghĩ đến nó. Tôi đã chứng kiến nhiều thứ quá rồi. Odessa vẫn thường bị Nga tấn công bằng tên lửa. Giới chức địa phương hôm 12 tháng 8 cho hay đã cấm tắm biển trong thời gian có cảnh báo không kích. Nhưng điều này không khiến Svitlana đến từ Chornomorsk phải nản lòng. Chúng tôi thiếu thứ này suốt thời gian qua. Tôi cứ luôn mơ được hít thở không khí biển. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 11 tháng 8 nói hòa bình chỉ đến khi Ukraine đầu hàng, đồng thời chỉ trích việc Washington tiếp tục viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Ông Medvedev, người từng là Tổng thống và Thủ tướng Nga, và thường đưa ra những phát ngôn rất cứng rắn nhắm vào Ukraine và phương Tây, viết trên Telegram rằng cả Washington và Kiev đều không muốn hòa bình. Mỹ vẫn muốn duy trì quyền lực tuyệt đối và không tiếc xương máu của người Ukraine để làm điều đó. Vị quan chức Nga đưa ra phát biểu này một ngày sau khi giới chức Mỹ thông báo Tổng thống Joe Biden đề nghị Quốc hội cấp thêm hơn 13 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Chưa có phản ứng từ phía Ukraine và Mỹ sau tuyên bố của ông Medvedev. Theo một bài viết mới đây trên tờ The New York Times, kể từ khi Ukraine phản công từ 2 tháng trước với xe tăng và vũ khí tiên tiến của phương Tây, Kiev chưa đạt được bước đột phá lớn trên thực địa và chịu thiệt hại tương đối lớn. Bài báo dẫn lời ông Taras Vistun là một binh sĩ trong nhóm chịu trách nhiệm tập kết và xác định các quân nhân thiệt mạng cho biết tổng số người chết ghi nhận các nhà xác địa phương Ukraine ít nhiều tăng gấp đôi kể từ khi cuộc phản công bắt đầu. Ukraine không công bố chi tiết về tổng số thương vong trong cuộc chiến với Nga, nhưng trước đó The New York Times dẫn các nguồn tin từ quan chức và giới quan sát phương Tây ước tính hơn 150.000 binh sĩ Ukraine có thể đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Chuyển sang một thông tin khác, một cơ quan Nga đã đưa ra thông báo cấm nhân viên sử dụng các thiết bị di động của Apple. Cụ thể ra sao, Cẩm Tú xin mời quý vị cùng theo dõi. Hãng thông tấn Interfax hôm 12 tháng 8 đưa tin Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga cấm viên chức sử dụng điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad cho mục đích công việc. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Maksud Shadayev xác nhận ban hành lệnh cấm sử dụng các thiết bị di động của Apple, bao gồm điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad, cho việc truy cập các ứng dụng và trao đổi email nơi làm việc. Xác nhận trên được Bộ trưởng Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga đưa ra trong khuôn khổ tại Hội nghị Kỹ thuật số ở Moscow.
Tuy nhiên, ông Shadayev sau đó nói thêm rằng các viên chức vẫn được phép sử dụng iPhone cho mục đích cá nhân. Bộ Phát triển Kỹ thuật số áp dụng lệnh cấm vài tháng sau khi Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB cho biết hàng ngàn thiết bị của Apple đã bị tin tặc xâm nhập trong chiến dịch gián điệp mạng do Mỹ tiến hành. FSB vào cuối tháng 5 cho biết đã phanh phui một chiến dịch gián điệp mạng xuất phát từ Mỹ. Theo đó, phía Mỹ sử dụng phần mềm do thám phức tạp để xâm nhập nhiều thiết bị. Cũng theo FSB, các tin tặc Mỹ đã xâm nhập thiết bị của các nhà ngoại giao đến từ Israel, Syria, Trung Quốc và các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Công ty Kaspersky Lab, trụ sở Moscow khi ấy đồng thời xác nhận hàng chục nhà quản lý cấp cao và tầm trung của hãng đã trở thành nạn nhân trong vụ này. Theo một bài viết vào hồi tháng 6, Kaspersky thông tin trên blog cho biết vụ cài phần mềm gián điệp đã bắt đầu từ năm 2019 và tiếp tục diễn ra đến tháng 6 năm 2023, tức ở thời điểm bài blog được viết và đăng tải. Apple sau đó đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc trên. Theo FSB, Cục An ninh Quốc gia Mỹ được cho là đã cùng Apple thực hiện chiến dịch gián điệp, từ chối bình luận vào thời điểm đó. Thưa quý vị, trong bản cập nhật tình hình chiến sự Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh hôm 13 tháng 8 cho biết có khả năng Nga không còn tài trợ cho các hoạt động của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Theo tình báo Anh, nhà nước Nga đã hành động chống lại một số lợi ích kinh doanh khác của chủ sở hữu Wagner là ông Yevgeny Prigozhin sau cuộc nổi loạn không thành của nhóm này vào tháng 6. Bộ Quốc phòng Anh nhận định nếu nhà nước Nga không còn trả tiền cho Wagner nữa, thì người tài trợ hợp lý thứ hai là chính quyền Belarus, đồng thời cho biết điều này sẽ làm cạn kiệt tài nguyên của Belarus. Bộ cho biết tập đoàn Wagner đang tiến tới thu hẹp quy mô và thiết lập lại để tiết kiệm chi phí lương cho nhân viên tại thời điểm áp lực tài chính. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 13 tháng 8 của báo Thanh Niên. Cẩm Tú chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.